Sáng 16 tháng 3, ngư dân trên địa bàn xã Cương Gián huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa đánh bắt được 19 con cá heo. Ngay sau đó chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cùng người dân thả về lại môi trường biển tự nhiên. Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 16 tháng 3, ngư dân BVT cùng với khoảng 18 ngư dân khác trong tổ lưới dùng ở địa phương đã cho thuyền ra khơi đánh bắt hải sản tại vùng biển thôn Đại Đồng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, các ngư dân kéo lưới và bất ngờ phát hiện một đàn cá heo gồm 19 con nằm gọn trong lưới. Ngay sau đó, các ngư dân đưa số cá trên vào bờ biển thôn Đại Đồng. Sau khi nhận được thông tin, hàng trăm người dân trong và ngoài địa phương tập trung đến khu vực bãi biển để xem đàn cá heo này. Trong số 19 con cá heo này, các ngư dân đã bán 5 con cho người dân trên địa bàn. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường tuyên truyền, vận động ngư dân và người dân đã mua 5 con cá trên thả về môi trường biển tự nhiên. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tất cả 19 con cá heo này đã được thả về tự nhiên. Tuy nhiên, trong đó có một con đã chết hai con khác bị kiệt sức, khả năng sống thấp.